kính chào toàn thể bà con quay trở lại hôm nay tôi muốn chia sẻ cho bà con về cái mức giá hưu giống hiện tại năm 2021 để cho bà con có thể uh, nắm bắt được một vài thông tin và hiểu rõ hơn về mức giá hiện tại để có thể uh, lựa chọn cũng như tìm hiểu địa chỉ thích hợp để mua hưu giống về chăn nuôi thì hưu uh, giống uh, hiện nay thì người ta nuôi cũng rất là nhiều mỗi nơi thì có mỗi mức giá bán khác nhau Tuy nhiên thì hôm nay tôi muốn chia sẻ cho bà con về mức giá giống bên trang trại của chúng tôi Thì hiện tại bên trang trại của chúng tôi bán đối với loài hưu giống từ 5 tháng tuổi đến 8 tháng tuổi Có mức giá giao đồng con đực là từ 14 đến 18 triệu một con Con hữu cái có mức giá giao đồng từ 10 đến 12 triệu một con tuy nhiên thì cũng có một số con có nguồn gốc bố mẹ tốt hưu đột biến nhung to thì giả thành nó sẽ cao hơn so với những con hưu giống bình thường đó là nói sơ qua để cho bà con hiểu rõ hơn còn đối với hưu giống một năm tuổi đến 1,5 tuổi thì bên trang trại của chúng tôi bán đối với hưu đực có mức giá dao động từ 15 đến 20 triệu một con. Còn hưu cái có mức giá là từ 12 đến 15 triệu một con. Đấy, thì bà con ở các vùng miền ai mà đang có nhu cầu mua hưu giống về để chăn nuôi mang lại một ít thu nhập cho gia đình hoặc là muốn mua hưu giống về để mở trang trại làm quy mô lớn thì có thể liên hệ đến trang trại hữu sáo Nhật Thuần của chúng tôi để được đến trực tiếp xem con giống cũng như lựa chọn những con giống để mua về chăn nuôi. Số điện thoại của trang trại hữu sáo chúng tôi là 0968 424 525 và 0943 424 525. Trang trại của chúng tôi nằm ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bà con có thể đến trực tiếp tân trang trại của chúng tôi để có thể xem và tham quan trang trại của chúng tôi ngoài hưu giống năm đến sáu tháng tuổi và hưu giống 1 đến 1,5 tuổi thì chúng tôi còn cung cấp các loài hưu giống trưởng thành thì bà con đang có nhu cầu muốn nhanh muốn à, uh, uh, nhanh có lọc cũng như là muốn uh, nhanh sinh sản thì có thể uh, lừa cho những con hươu dòng tường thanh để mua. thì uh, đối với hươu dòng tường thanh thì bên đăng trai của chúng tôi bán đối với hươu đực có mức giá dao động từ 17 đến 25 triệu một con. tuy nhiên cũng có những con đực uh, đột biến hưu noi giá thanh có thể lên đến 50, 70 hay thậm chí cả trăm triệu một con. đó là những con hưu đực đột biến chúng tôi chuyên dùng để uh, phối dòng nhân đàn nên là giá thành của những con đó sẽ rất ra cao. Con về hữu cái loài hai năm tuổi trở lên bên trang trại của chúng tôi bạn có mức giá dao động từ 14 đến 17 triệu một con. Vậy ba con ai có nhu cầu mua giống hãy liên hệ đến trang trại hữu sao Nhật Thuần của chúng tôi để mua. À, hôm nay tôi muốn chia sẻ như vậy để cho ba con có thể nắm bắt được một vài thông tin à, về hữu giống thì bà con đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để có thể theo dõi những video tiếp theo mà tôi làm à, xin cảm ơn bà con chào bà con